Gọi. Quay lại. Anh ôi bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Không thôi. Này, đúng không? Bạn Minh mèo nhỉ? Vừa hết cơ hội luôn bây giờ. Bình tĩnh. Anh không cho đâu, chứ có những hôm không cũng không rồi. Hết cơ hội thật. Hết thật luôn này. Cứ biết tính ra đâu. Ai già hôm nay lấy tiền để vợ trộm đây rồi. Tuy bé nhưng mà nó đẹp. Được. Hàng nhỏ mà có vợ được chuẩn đấy. Bé như dáng nó to. 1, 2, 3 nào rồi ok. Cả vỗ tay thật to nào. Ê xem nào đấy. Một cái già già toàn nu cục ú biếu nó nhỏ mà có vợ. Ui ôi lấy tiền để vợ trộm. Bỏ tiền xuống đi rồi đấy. Ui giời. Đó tiền xuống. Thế đây để quay cây này. Già đẹp thế này mà không chốt thì còn chốt cây gì. Cái này quá già mà quá khô đẹp. Cái này cắt lại nó sẽ quê. Quê cũng đẹp. Quê cũng đẹp. Quê anh. Thôi anh để quê triệu luôn đi. Hết cơ. Thơm cổ quá. 8 triệu rưỡi là bao nhiêu mà mày cứ phải lan tan này để cái nhựa rẻ cho mày con này. Con kia là tiền. Hơn 500 mày làm cái đi làm gì anh. Mấy trăm thì khiêng lên bắt tay lốt đi. Cho hết sân luôn. Lổ lốt bắt tay. Bắt tay. Không bao giờ phải đi đâu phải mua được cây này mẹ. Ô về anh kể đốt cây đấy. Không phải đốt cây đâu. Thế là xong đấy, lại xong. Đếm. Xong. Đâu đẹp không? Quá đẹp luôn. Đẹp như thế này à? Ok. Rồi xong, chốt xong. Thế thôi mà. Vui thật đấy. Lớn bé chốt hết. Ủa, cổ cả cây xe ô tô đi kìa. Bán luôn cái hộp trứng này. Hôm nay giao lưu hết à? Giao lưu luôn, bán cả cái hộp trứng đi luôn này. Vâng. Có cây nào bán hết. Đấy, cây này đẹp lắm các nhà. Cây này quá trình thời gian nó cũng lâu rồi. Tạo tác cũng tương đối là rất là lâu. Nếu mà muốn đẹp cây này là phải đưa vào một trọng khác. Tô nó vào. Nhưng vào đây là với điều kiện kinh tế thì em cũng chưa đủ khả năng để cô vào trọng. Thế nên là tôi còn để thế này. Lại đang hội ý rồi. Nếu mà cây này mà đưa vào một cái chậu mà hai vợ chồng còn hợp lý thì cây này một con tiền đưa vào cái chậu tầm 16-17 triệu. Vâng, thì nó sẽ lên tầm cao mới. Ngay nữa đây là em đang nuôi những cành thỏ rất là nhiều. Cho nên là nhìn nó chưa được mỹ mãn. Nhưng khi cây này mà đã làm gọn hết cành thỏ và đưa vào cái chậu đẹp thì nó lên một trang mới, khẳng định là sẽ lên một trang mới. Nhưng anh ngắm cái này thì anh có ý tưởng chưa? À, cây này ngắm là có ý tưởng lâu rồi. À, tức là rất là say cái cây này rồi. Vâng. Cây này và cây này là rất say, tôi rất say. Tức là bây giờ là chỉ cái giá nào là anh chốt thôi đúng không? À, cái giá cả thì nói chung là vâng. Quan trọng là vợ chồng chúng trình nhượng lại cho mình. Vâng. Thế hôm nay anh Trình thế nào? Thế hôm nay ở đây em quay cái cuốn video này thì anh có thể cái giá anh ưu ái một tí để cho anh chốt được không? Thực ra là chốt cho anh chốt được ngay mà, vì nhà vườn mình cũng bán giá hợp lý chứ không có đắt. Nói chung là vợ chồng nhà Trình quan trọng là bác phải ưng cây là rất vô tư. Đấy, quan trọng bây giờ anh nếu thực sự thích là anh chốt thôi, anh là anh nổ thôi. Vấn đề là để tạo cái hương phong trào anh ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy ai nó là để nó gây thêm cái tình cảm. Vâng. Truyền một cái cây đẹp đi là cũng biết rồi rồi là mà tháng cũng mất ngủ đấy. Nói chung là tạo được một cái cây xong khi chuyển đi là cũng mất ngủ. Thôi thế bây giờ giá cả không biết nhá. Các anh hội ý xong cái là theo em nghĩ là bắt tay. Bắt tay. Nào, xong cái hội ý giá xong chưa? Hội ý giá xong. Thế thì chốt thôi, lổ thôi. Chốt. Vâng, thế chốt nhá. Lổ nhá. Rồi. Và chị cả cũng là cùng là vườn với anh. À. Vợ anh đây là chú là em ra là vì vậy ra bác Cường bác quá đam mê cây này cho nên anh em chưa cần phải bàn đến giá cả. À, chị bỏ cái lon ra quay vào đây. Và để chuyển nhượng cho nhau mới là quan trọng. Vâng. Quan trọng nhất là chú không thích thì phải nhượng lại. Đắt cũng không chuyển. Vâng, cái vấn đề hôm nay là cái góc độ tình cảm đúng không? Thích thì mình thích. Vâng. Thế xin chúc mừng cho các anh chị nhá. Cả nhà cho một tràng pháo tay thật to nào. Đấy, thế nó lại lổ rồi. Lớn bé hôm nay phải lổ bằng hết. Thế còn thích cái nào thì hôm nay lổ luôn đi anh ơi. Đây. Cho theo dây chuyền. Cái da, cái dáng, cái bệ của nó rất là cái. Đây, đây, cây này bé thôi nhưng rất mà chuyên nghiệp đấy nhá. Đấy và chị này là rất chuyên nghiệp. Nó bé như nó có võ. Nó cũng rất là hôm nay được tháng đẹp. Ngày đẹp. À, hôm nay là mùng 2 đầu tháng nhỉ? Mùng 1 sáng mai mùng 2 đầu tháng. Cây này nó bé nhưng nó rất là có võ. Vâng. Cho nên là bác Cường bác cũng là rất là người tinh của cây. Vâng. Cho nên là bác ra. Thế là hôm nay là chốt xong rồi gì anh? Chốt xong rồi. Chốt xong bắt tay rồi. Ôi thế thì lổ bắt tay luôn. Hôm nay ngày vui quá rồi.
Nào hai anh ngồi xuống bắt tay nào. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Thì cũng là tương đối là cơ bản. Nào, đưa quay quay mặt vào cho em. Ngồi sát vào tí, ngồi sát vào, ngồi sát. Thế chung cái tay vào. Rồi. 1 2 3 nào. Rồi xin chúc mừng hai anh. Một tràng pháo tay thật to nào. Thế rồi nào. Vâng, hôm nay các anh vui quá, mới cái ngày đổ tháng cái là các bắt đầu các anh lổ liên khúc chiều mưa. À, cái là cái xanh năm điền, có phất giả rất đẹp. Cái củ nó này. Nó là long anh tinh mà đấy. Vâng. Tuy nó nhỏ mà nó có võ. Nhỏ nếu mà anh võ. Mà gặp em hay nhà em ở nhà là cũng chắc cũng chưa lên đâu, chưa lên đường đâu. Bởi vì là anh em là chơi là đam mê là sở thích là không quan trọng. Nhỏ, người hiểu thì mới mua được, người không hiểu là quý vị thấy không? Bây giờ các chị này, các chị đẹp bây giờ là bắt đầu là yêu cây ghê không? Vì cứ bán được tiền là càng bán được lại càng yêu. Càng yêu cây tợn này. Đấy. Thế là nói câu vui vui là chơi cây để làm nhà và mua ô tô là cho nên là các chị yêu cây ghê gớm lắm, mạnh liệt lắm. Đấy. Thế là khi nói gì thì nói phải có thực với vực được đạo. Tất cả anh em cũng vào đều chơi cây và cũng để làm kinh tế, nhưng phải khi mà đã làm kinh tế này thì cũng phải thực sự yêu và đam mê cây. Lên người cũng là cây. Vâng, thì cũng phải thực sự và đam mê thì mới làm cho những cái tác phẩm nó đẹp và là trau chuốt được, và là chăm sóc được chu đáo được. Tất cả mọi cái thì là nó phải thiết thực. Cái này thì được cái bệ rất già. Con này là nó đẹp đấy. Con này nó chặt răm ra thì nó là một trong những dòng xanh quê. Đây cái này thì nó lại xanh quê. Như là lá lá móng. Quý vị nhé, cái này là xanh quê lá móng này. Đấy, chính vì vậy mà bây giờ xanh quê đang lên rất mạnh. Cái chất liệu lá này là móng. Nó mới thay đổi được. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu, cái này là cây lá móng đấy nhá. Lá móng mà. Lá lá móng đấy. Cái này lá móng mà. Chất liệu lá đẹp cực kỳ luôn, anh tinh mắt đấy. Đây là tháng đẹp, mùa đẹp, giờ đẹp, rước em. Cây đã lên xe đấy. Rước mấy em về nhà. Anh giữ bên này nhá, đừng để cho chạm vào cờ này. Ok ok. Cứ lên đây, cứ lên đây. Vui ghê đấy, đợt này phong trào khi thế anh em đi mua cây khắp trên cả nước và lổ xuyên mùa hè. Năm nay thì xuyên mùa hè không có cái lúc cái giai đoạn cây nghỉ. Càng nắng nóng thì năm nay cây càng sốt mạnh. Thì thêm nay gọi anh Kiên Mơ đi vào cùng, lại đi qua anh Kiên rồi quên. Đây anh cây này anh vượt làm lại này, cây điền này. Cái cây này ngày xưa anh Nam Lê làm phải không? Nam Lê xong ông Minh Châu. Thì hôm nọ ngày xưa anh định hình phát đầu tiên đấy. Định hình phát đầu tiên thì sao bây giờ lại nó lên cốt rồi thì đấy. Đầu tư ác chiến đấy, đi mua cây giờ về cũng đem xuống anh Nam Lê định hình. Định hình xong được tay cành thì lại nghệ sĩ Minh Châu là này. Thế là có sự đầu tư đấy anh ạ, chuyên nghiệp rồi, bắt đầu đi vào chuyên nghiệp. Tí nữa sang bên này. Đây cây này là anh em mua xong phát cổ luôn. Được anh mở luôn cây ra để xem cái xem nào, mới thuê thợ về để đục đẽo, đóng ghép các kiểu. Đấy, đợt này có đâu sự đầu tư chuyên nghiệp rồi. Đây đây. À hôm nay bán nước thì này phải đi mua thôi. Kiểu bán nước khi này đầu tư, có khi bán một, có khi mai lại đi mua ba. Đấy, xưa bảo bác thế rồi, bảo bác bán đi để đầu tư thêm. Đây vừa rồi thì các anh ấy cũng đã bán được cây và có sự đầu tư rất mạnh rồi. Và đưa anh em các thợ. Đó đó, cái cây nào mà vừa mới Châu vừa làm đó, kiên tỷ đấy. Ông Châu vừa xử lý à? Xử lý. Đây cái dưới đẹp không em? À, đây 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 này, đây đây. Không, cây kia cây này chú làm gì? À cái này mới cái mới. Cái này là con voi nằm. À. Đấy. Giả cốt như thế này luôn. Đấy, bắt đầu là nhờ các cao thủ về xử lý lại hết xử toàn bộ toàn vườn. Thì đúng là bán được cây nó có cái động lực, niềm vui. À anh sưu tầm mấy cây dưới lấy về đây à? Anh dưới
Lấy từ Nghệ An. Đó có cái nào hôm nay cho khán giả xem luôn nào. Đây, đây, sự tái đầu tư trở lại. Tái đầu tư. À. Đóng vét. Rồi khi kiếm được tiền rồi từ cây rồi thì cái sự đầu tư nó sẽ máu hẳn lên đúng không? Đấy. Đúng là có thực với vực được đạo. Già và cốt đẹp. Làm hết. Đấy là già cốt quá đẹp luôn. Đóng vét như liền, không thể thấy vết nào được. À, kỹ thuật khá cao. Ai rồi, cái loài da khác hẳn thế nhỉ? Cây này ngày xưa nó là một cây không ai tưởng tượng được. Sau khi hôm trước nó tùm đấy nhỉ? Em vào cũng tùm đúng không? Thế thì anh mới lấy một cái cây đây, tốt này. Vâng. Là một cây khác. Đóng vào đây. À. Thế là hai cây rồi, ốp vào. Anh quăng bỏ cái canh xí dưới cho em cái. Cùng một loại điền. Vứt. Rồi. Mà chất liệu thì da. Rồi, rồi nói quay này. Cây này là tương lai thì nó. Nó có số má. Nó xanh Lâm Điền phải không? Xanh Lâm Điền. Được, Lâm Điền thì ngấu nhanh lắm. Vì có làm thì có vết nào đâu. Ghép khéo nhỉ? Không có vết nào luôn. À. À, ví dụ như chỗ này là chỗ của cái điểm ghép vào đây. Nhưng coi như không ai biết được nó là cái điểm ghép. Cái sau cái tác phẩm này anh ghép này thì riêng cái tiền công thợ ghép bao tiền? Tác phẩm này ghép thì thực ra là anh thuê ông làm cho 2 ngày. 2 ngày. Nó cũng tùy theo cây, có thể cây cái này nó mất khoảng độ gần 20 triệu. À, riêng công đóng ghép là 120 triệu. Đó là cắt và cạy cắt chỉnh sửa đóng ghép. Cắt chỉnh sửa đóng ghép. À. Tức là đó, thế là đầu tư tốt đấy, đầu tư mạnh dạn đấy. Hai lần làm rồi, nhưng bây giờ đến ông Châu ông làm cho nên cảm giác là nay là tương đối là mãn nguyện. Ngày mai cái này sẽ là một cây to khủng nhỉ. Cây này nó là có tay chốt rồi, nhiều các tay chốt đang thò dài hết rồi đấy. Bây giờ nó dài hết rồi. Cây này chốt nó lên cốt lên chốt hết rồi. Vâng, được. Đúng là có sự đầu tư có khác. Đầu tư cái sẽ lên người hẳn. Đúng là khi cây này thì mắt nào cũng như mắt nào luôn. À. Đấy, không nhìn thấy vết ghép. Ghép khúc này, với khúc này. Đây, có tí ghép thôi. À. Đây có tí này thôi. Đúng rồi. Còn đây là một cục to thì đây một cục to cũng hai cục to đưa vào. À. Chấp nhận là bỏ hai cái cây cũng là tương đối nhiều tiền để đưa vào một. À. Đúng rồi, phải tạo thành quan trọng làm thành một cái đẹp là được rồi. Là làm đấy một tác phẩm để đời. À, trên này nó cũng méo mó nhỉ, tay cành đây này, đủ hết. Quá méo mó luôn. Ừ, tuyệt vời. Mặt bên này cũng đẹp, mặt bên này cũng là kinh khủng đây, có cái tay của tay nó rơi xuống. Đánh võng nó hiệu mức độ như thế này. Được, xin chúc mừng anh. Đấy, đánh võng xuống tương đối là đẹp. À lại vừa rồi có đóng cả cái này ghép luôn đây, cái này đông độc không? Đây cây này đóng có thêm một con tử đây, một con tử kia. Đây vết đóng rồi khả năng là không bảo không ai biết được. Ờ kín nhỉ? Kín. Con xi bút đỏ. Cái này có đục thêm không? Vừa rồi có đục thêm không? Có rồi đấy, tất cả chỉnh sửa lại đấy. À đục lại hết đây. Nó được thẳng thế này. À. Chỉnh sửa lại cái cổ kia cũng phải làm lại hết. Vâng, ừ đẹp đấy. Tức là thay đổi hiện trạng. Rồi. Đúng là thợ đục chuyên gia đóng ghép rất giỏi. Đây, nhìn có khéo nhỉ, họ làm kín mít. Mai kia nó chỉ cần phi ra cái là nó đúng rồi, chan ra cái là hết thôi mà. Ôi, con này mà làm bao giờ được con ô tô gọi là ít tiền thôi thì bán. À, ngày mai đổi ô tô. Đấy, chơi cái cành giờ để làm nhà và mua ô tô đây, đúng rồi. Cái cành có ý tưởng. Tiền thôi. Không cần nhiều. Ôi, khéo rơi một tiền người chị ơi. Túi tiền sắp to rồi, rơi ra ngoài rồi. Ghê chưa? Đấy. Con này cũng là nguồn tương lai. Tươi sáng đấy. Nhìn cái mặt bên kia đẹp nhỉ? Mặt bên kia đẹp. Ok, chọn. Anh bảo cái lối của anh cũng đưa em đưa.